Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Đàn Ông thực hiện ca cấy chỉ cho bệnh nhân Vũ Trọng Trầm đến từ Nam Định. Chú bị bệnh thoái hóa cột sống cổ, thoái hóa cột sống lưng, đau khớp gối phải và phi đại tuyến tiền liệt. Thoái hóa cột sống là tình trạng lão hóa của xương khớp, không thể tránh khỏi khi tuổi tác càng tăng. Tuy nhiên hiện nay, nhiều bạn trẻ có nguy cơ bị thoái hóa cột sống sớm do tư thế sai trong sinh hoạt, làm việc theo thói quen và ít vận động. Quá trình chữa bệnh thoái hóa cột sống không thể gấp gáp, một sớm một chiều mà cần có sự kết hợp giữa các phương pháp điều trị chuyên khoa với yếu tố vận động hàng ngày. Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Đàn Ông đã nhận rất nhiều thắc mắc về chế độ luyện tập hàng ngày cho người bệnh cột sống. Trong đó, câu hỏi thoái hóa cột sống có nên đi bộ không là vấn đề mà nhiều bệnh nhân quan tâm. Thực tế, nhiều người bệnh vẫn có quan niệm sai khi mắc bệnh cột sống thì nên nghỉ ngơi và hạn chế vận động nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, đây thực sự là quan niệm sai lầm, có thể khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Người bị bệnh cột sống nên dành thời gian nghỉ ngơi hàng ngày, nhưng cần có thêm chế độ vận động, luyện tập thể dục thể thao phù hợp theo hướng dẫn của bác sĩ để tránh các cơ bị co cứng. Đi bộ là môn thể dục đơn giản, tốt cho sức khỏe mọi người. Đối với bệnh nhân thoái hóa cột sống, đi bộ không chỉ tăng cường độ dẻo dai của cơ bắp, giúp các khớp vận động nhẹ nhàng mà còn nâng cao tinh thần, giúp giải tỏa áp lực sau những ngày làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên, để hỗ trợ tốt cho quá trình chữa bệnh, người bệnh cần lưu ý một số nguyên tắc sau. Tư thế đi bộ: đầu thẳng hướng về phía trước, giữ lưng thẳng, thả lỏng vai và cánh tay, đánh tay nhẹ nhàng, tự nhiên. Khi mới bắt đầu, bạn nên đi chậm, sau đó đi nhanh hơn và bước đi nhẹ nhàng, dứt khoát. Trong khi đi, kết hợp hít thở nhẹ nhàng bằng mũi và thở ra bằng miệng, điều hòa nhịp thở để cơ thể không bị mất sức. Mỗi ngày, nên dành 30 đến 45 phút để đi bộ, nếu có thời gian bạn nên tập thêm. Búi tóc gọn gàng để đầu và cổ có thể cử động theo nhịp bước. Bạn nên lựa chọn giày thể thao vừa chân, tránh đi dép lê hoặc mang giày quá rộng. Nếu thấy đau chân sau một thời gian tập luyện đi bộ, bạn có nguy cơ bị bàn chân bẹt, bạn cần tìm đến gặp bác sĩ để được thăm khám bàn chân để có thể tiếp tục luyện tập mà không còn đau đớn. Sau đây, Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Đàn Ông xin giải thích về phương pháp cấy chỉ và những điều cần lưu ý khi đi cấy chỉ. Cấy chỉ là một phương pháp châm cứu đặc biệt bằng cách đưa chỉ cắt hút tự tiêu và nhờ tác động của sợi chỉ cắt hút ở trong huyệt, đó là tác nhân vật lý kích thích tạo thành xung điện, và từ xung điện này nó trở về tủy sống và dây thần kinh cao cấp, tạo thành đáp ứng có tác dụng chữa bệnh. Trong vòng 15 đến 20 ngày, chỉ này sẽ tự tiêu hết. Vì vậy, cấy chỉ có tác dụng chữa bệnh cũng như châm cứu, nhưng hiệu quả đạt được vượt trội hơn châm cứu rất nhiều. Trong nhiều bệnh, đặc biệt là các bệnh về thần kinh, cơ, xương, khớp, hô hấp, phương pháp cấy chỉ hiệu quả điều trị bệnh nhanh và cao hơn so với phương pháp châm cứu. Nhiều bệnh châm cứu không khỏi, nhưng khi cấy chỉ một thời gian ngắn khỏi bệnh, bởi cấy chỉ cùng một lúc có thể tác động vào nhiều huyệt ở nhiều vị trí khác nhau, chữa được nhiều bệnh cùng một lúc. Khi điều trị bằng phương pháp cấy chỉ, người bệnh không cần phải lo lắng đến tác dụng phụ như điều trị bằng thuốc. Chỉ cắt hút dùng để cấy là một loại protein tự tiêu được sử dụng trong các cuộc phẫu thuật và rất an toàn. Với phương pháp cấy chỉ, người bệnh có thể tiết kiệm được thời gian chữa bệnh, không phải đi lại nhiều cũng như tiết kiệm được chi phí. Những bệnh như thoái hóa cột sống, vôi hóa cột sống, gai cột sống, thoát vị đĩa đệm, viêm mũi dị ứng, viêm xoang, nhức nửa đầu, đau xương khớp do phong thấp, liệt dây thần kinh số 7, liệt lửa người, hen phế quản đều là những bệnh có thể điều trị bằng phương pháp cấy chỉ. Để đạt được hiệu quả cao khi điều trị bằng phương pháp cấy chỉ, người bệnh cần lưu ý đến những vấn đề sau: không ăn quá no, uống rượu, bia, nước ngọt, cà phê, không để cơ thể quá đói, cơ thể mệt mỏi, nghĩ ngợi trước khi điều trị. Khi đi cấy chỉ, các bạn cần tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo rộng, thoải mái. Sau khi cấy chỉ, người bệnh cần nghỉ ngơi tại phòng khám 15 đến 20 phút và không được làm việc quá sức sau đó.
Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Đàn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe. Thưa quý vị và các bạn, do lượng bệnh nhân đổ về phòng khám chữa bệnh bằng phương pháp cấy chỉ rất đông, nên quý vị hãy gọi tới số 098 377 470 để đặt lịch và nhận tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Hiện nay, lợi dụng sự uy tín và nổi tiếng của phòng khám Hải Thượng Lãn Ông nên có nhiều người đã giả danh phòng khám để bán thuốc kém chất lượng. Vậy, phòng khám Hải Thượng Lãn Ông xin thông báo, hiện giờ phòng khám có 2 cơ sở. Cơ sở 1 tại Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2 tại 16/22A, đường số 6, khu phố X Thạnh, phường Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0981 377 470. Website cấy chỉ.vn.